ជាចុកចាប់ក្នុងសាច់ដុំឆ្អឹងតឹងច្រមុះក្រិចថ្លោះរមាស់ស្បែកសូមបងប្អូនស្ដាប់ហើយឈឺក្បាលវល់មុខទុកអ៊ូអាប់ស្ពឹកស្រពន់ឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើង ខំហើមក្បាលជង្គង់រលាកបំពង់ស៊ីម៉ាំងម៉ូតូរលាកភ្លើងអើ
cái chữ sẽ xây bát đầy, sẽ xây cành chương. Chữ trong chắp ở riêng cái phức mùi chùm hiền có luôn. Rồi bố bình tích bình tuyết ông dây ta nâng nguyện bài nhà chỉ trả lần tiết nhiệt bóng phôn. Chạy chạy đạch mục sạp oi toán đòi cồm hôn EBC. Say a tan phiền lệch bia rồi hóng pra mùi. Plow mà rồi hà sắp bình tiếng. Sẵn cắt đất lõng tì bi. Khăn tuôn cốc ế chế thiên y phrom bình xôm bóng phôn chăm. Sắp lấy xôn đọc bí, bầm buồn rồi, bạc mũi mà rồi mà phải phạm. Mặc xe tiếp xôn bằng con chấm, lấy xôn đọc phạm, bầm buồn rồi, bạc mũi mà rồi mà phải phạm, chấm mấy bàn. Bong bồn ông dây ta chiều bình cả lá ra mà đi cả bà công khán. Giúp móc liếp rực ai bình ai bàn. Bột thủ sạ sàn ọt rùi phây ai ơn. Tự bàn thủ sạ ọt rùi phây ơn. ចាក់ចប់រមួរព្រោះក្រិតថ្លង់ទូរលាកភ្លើងរមាសរសៃកែងជើងស្ពឹកស្រពន់ជីកបាល់វល់មុខឫសិលអតិរិខាំអស់ក្តីបារម្ភលើបញ្ហាឈឺចុកចាប់ដែលគ្រាន់តែប្រើប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាចាំបាច់ត្រូវមានគ្រឹះគ្រួសារប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 6 EBC អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 260 ប្រមួយផ្លូវបុរហាសិបសង្កាត់ទឹកល្អពីខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញផ្ទះទងទូរស័ព្ទលេខ 0128 983 1125 0818 83 811 25 បាទសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube ហើយនិងកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook បាទហើយក៏អត់ភ្លេចដែរជាមួយនឹងការជំរាបសួរស្វាគមន៍ទៅដល់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីពន្លឺសុខភាពដែលយើងមានការចាក់ផ្សាយបាទនៅប៉ុស្តិ៍ VO FM 105.5 រាជធានីភ្នំពេញនៅចន្លោះម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 9 យប់
bà đây chỉ biết xua xoa cung phong đá chỉ phù lục ta lục dây bong bong phù phù ổn để đắp tám vật chú à dìa cái này ép ấm mà rồi bầm muối miền cạp sái bị mong muối từ mong bì rồi xìl bà cảm thấy thịt lưu sốc cập hiệp nếu dường miền cạp sái từ lung từ liê tạm dạ Facebook comment YouTube comment YouTube xong bị chạy chun thả dường miền po rồi còn dường miền channel bỏ dướng EBC bình lưu sốc cập hiệp bà EBC bình lưu sốc cập hiệp nâng khăn ông YouTube EBC nâng chia phía xa ông lê hãy đọ khuyên tích tứ nó là so khmai vinh bình lưu sốc cập hiệp nó cầm ôi chờ lòng nâng kê chẳng đã EBC đọ khuyên tích tứ bình lưu sốc cập hiệp bà thầy tam vật trụ nâng dương miền cạp xài nó bị phần hùng pinh tàu tạm bản đạc hẹt bà bọn bọn bộ lực ta là giấy thả ní cư chìa cam vị thí bình lưu sốc cập hiệp bà ấy cam vị thí bình lưu sốc cập hiệp xong bà chạy chun thả ốc bà thóm đòi cồng hôn EBC bà cồng hôn EBC chìa cồng hôn tại môi cốt bà EBC bà cồng chờ lắm ná là chờ lắm xê ấy mấy này EBC bà tí tăng miên tầm môi thế cư nâu cầu bệnh lục xoắn nó cồng hôn thống nâu khẳng cầu rưu cầu khẳng cầu bệnh lục xoắn nó chùm ngay bà hai chìa bì rối hà sập mệt bà bọn 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 ai thua đầm nào mà cồng hôn tam plâu lý mà rối hà sập bà phá lệch mà rồi hà sắp mất lâu chọc ra bọn bếp bị cần thấp bốn màu cà trắng nó ọt bọt tờ nà thế cho lòng phá lâu cắt cà rồi bếp đang muối mà cho lòng phá lâu cần cắt mùi tiết bà cho lòng phá lâu cần cắt đang phải chia một phí xàm sắp mét nó cần sẽ đạm đầy nó đã thả cơm hôn EBC rồi mình khởi bọn 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 lúc ta là giấy ai chạy tốn mà lấy tù ra sắp xôn đọc bì rư cò xôn đọc rằm xôn đọc bì rư cò xôn đọc rằm cái tôi nó cao bầm bấy đọc muối mà phầy bầm cao bầm bấy đọc muối mà phầy bầm mặc sai tiết xôn bài sắp bầm bấy bà xôn bài sắp bầm bấy đang thay lên bầm bấy mùi tiết cái tôi cứ cao bầm bấy đọc muối mà phầy bầm cao bầm bấy đọc muối mà phầy bầm bà chẳng đi trở lấy tôi sắp ra bóc cầm hôn EBC bà xong bà chạy thay cầm hôn EBC chia cầm hôn đặc biệt bọt bì sáu nếu không có đọc sài sốc cập hiệp chúng bọn 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 bộ lục ta là dây nâng ở đây dạp bê dù cho năm mà hơi bà đôi miền bọt phía sau nâng dù cho năm chùm này đang nâng có miền cực cực hơi bật lật đập hòa nâng cắn thì miền cực cực từ tiệt đôi xa bọt phía sau nâng chùm này đang thua dương miền bật lật đập hòa cực cực nâng không có đọc sài nếu cả ta tiếng ở đây lục ta lục dây bọn 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 để miền chùm ngư rằm rây cả lòng màu đọc sài ở trên tam là dạ xì va bồ ran cả đôi xì va sầm mây cả đôi xì va à ha bồng pon đôi kia cả đôi cùng toàn là ở sừng khâm bà phù bề khá ở toàn chuốc cầm hôn EBC nhé bà phù dân miên cầm play ở hơi vậy vậy để tiêm nó không cả đọt sài nếu chìm ngư ram rai đôi chìa cặp pe phù viên tự nôm và em lơ chiêm sợ lạ thalam nằm ron nôm chìm ngư suốt rồi chìm ngư rồi liệt suốt ấy chả đam lạ rồi còn bình toàn chia ấy chả đam bà rưu coi chừng ngư tùm rong nôm chừng ngư xin xin tăng lai bà ôi ta làm rái năng tệ tốn bà hơi ca bị cửa chụp bò năng cứ tha ọt kịch lùi kịch cả tê khi nông ca bị cửa chụp bò ná chơi máu bình nật chùn nó cực này tăng ọt này xa rầy riêng ọt miền kịch lùi tê ná lực lên cho tình bà lật phó bóng ta thay bà lật phó xe mẹp lúc ta lúc dây bóng 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 để nâu chừng ngay mình anh chơi máu bán có ai nâng bị cửa tam bà bòn tù rồi sắp để khiến bạn chẩm rịp chung bánh mình nó có bạn đây ở miền bánh hà đấy bà ở chia đôi kia bạn hơi xong chẩm rịp chung bị bò đầm miền lọ lọ bị cơm hôn EBC nó chia bị xếch cầm bị thí lước thực chất ở đó là tiện địch chung đầm bò dương nó cứ cầm bị thí cho đầm lấy đập hệ rồi nó cho đầm lấy đập hệ rồi nên chẩm mùi bà lên đập hòa là hai bòm bòn mà chẩm nuôn thông và tù giáng miền spirulina mạc ca ấy chẳng đàm lạc bà anh chơi mà anh chơi nhỏ toàn cầm về thi promotion hãy miễn thêm chun nếu bật lật tập hợp chỉ lê liệp sẽ bay chỉ tức ở nam mai sẽ tray ấy chỉ đam lạc bà chẳng bong 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 lúc ta lại dây primit xong chơi tầm nẹ tầm nông ná bà đầm bay chiêu rưu cầu bị cua cho bao phải khang sốc cập hiệp ấy ọt miễn kết lưu kết cả đây lược lên tập bong thay tập bật lật tập hợp để tạo tình ấy bầm toàn tính có ọt bành hà bà chẳng lê tu rồi sắp trong bán phải chạy chun hơi ná ai cọt túc hay tầm nẹ tầm nông nếu bê nà máu có bán đây bà hơi lộ bóng, ta lộ bóng cái ấy, khơi ta sốc cập hiệp mình bom môn to ta sống hơi, sốc cập hiệp khi nhóm, việc tài tài chân ai
mình đang chưa mình đàn một PAT. Ôi, mình chân nghe. Lục bóng mình chân sao là bóng phần lật tập hợp à hạ bóng bóng phó kê mớ. À hạ bóng bóng ấy tên nè. À hạ bóng bóng nó hát chứ mô thà Spirulina Maca. À hạ bóng bóng Spirulina Maca. Chếp lật tập hợp à hạ bóng bóng đó bí sạch. Rồi bóng bóng tư chấp bóng. Đẹp xong chanh bí sạch Spirulina. Cầm rạch lấy mùi. Rôm cho mùi nâng rốt chết Maca. Xâm rạp trô trông riêng cái mânu. Tại trô trông ở rừng mòm lang vinh. Riêng cái trô trông xông bào Spirulina Maca. Chai chai bạch mục nơi cầm hồn ABC. À xa yà thàm đen lấy bí rô học sắp rà mùi. Phải bó rô hà sắp xong cách tật lọ phì khăn trô cầu riêng thầm nì phân nông bình. Dạ thông tu rư sắp lệ. Xông đập bì. Cái sắp rà bấy. Đập mùi. Mập hay bàm. Xông đập bàm. Cái sắp rà bấy. Đập mùi. Mập hay bàm. Xôn bát sắp rầm bầy. Rầm bầy ra cây sắp rầm bầy. Đập mùi. Mập hay bàm. Ê, lại cái này. Anh đã tìm ý khác thay nâng. Ồ, khi ní đã rô tìm được bò rập bò bàm bà và chăm thay nâng. Khi ní chăng rô tìm đưa chỉ lê, krem, sợ bù, thấm đốt mình. Ồ, dây chân. Anh bà thăm đốt mình mà ai đã. Khi ní nâng ý. Bà cướp tầm mạng nâng. À lấy mình đang trong tim mà ai tiết tế nhỉ? Nè, thế này là nó mạng thầm mùi. Cứ mạng smiling. Thế này khởi nhạc chất khá ngọt bà cho lắm á. Hai kia luôn mọt là xa thầm đốt mình đi cướp khá nhỉ. Kế này dễ thà cứ lập hiệp lọ. Chấm nó có chả ăn. Ai làm lấy cho cái thú tiết. Ồ, mình chẳng nhé. Tức, nhưng sẵn là bọn bà thầm đốt mình mạng smiling nữa. ចកកូននឹងទៅណាទៅណាអូយចុះស្អីណាកូនអត់មានចង់ប្រសាយប្រសាទអីហ្នឹងបើមិនទៅទេចេញពីបន្ទប់ទៅឲ្យមកឈរធ្វើស្ញាញ់ហ្នឹងហើយកូនឯងវាអត់មិនហ្នឹងព្រោះតែមកស្មៃស្ញាញ់ទៅហើយអូហេអានេះមិនមែនស្មៃស្ញាញ់ទេគឺមកស្មៃហ្នឹងហើយមិនមែនស្មៃស្មៃហ្នឹងស្មៃហ្នឹងមកបញ្ញារូបមន្តពីសាររត់តាមទេខ្ញុំអត់សូវស្អាតប្រសាទស្ញាញ់ ឈីសឡាចាក់ចុករមួរដួសក្រិតថ្លោះទៅរលាកភ្លើងរលាកសរសៃកែងជើងស្ពឹកស្រពន់ជីកបាល់វល់មុខឬសិលអតិរិកម្មអកដីបារម្ភឬបញ្ហាឈីចុកចាប់ដែលគ្រាន់តែប្រើប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាចាំបាច់ត្រូវមានគ្រោះគ្រួសារប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 02 611 125 25 រ៉ាម៉ាឌីកាគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបឋមក្នុងគ្រួសារ và nghĩa mò cằn cằm vị thị dân vĩnh và tòa bị chúp chùm mũi nâng mà chá ôp thông cằm vị thị ná miền Spirulina Maca màu bì bà tê chú bón là chìa hà bòm bón miền thân nằm đồ thâm mênh mạ smiling ná thân nế cun nập hiếp sọc hiếp mọt thâm mênh và miền prinh của la mạ Ramadika ní cư thạc cua tại miền nập tè và cua tại đạ tàm khá luôn vì bố bánh hà chỉ trả ơn tại prinh của la mạ Ramadika ní cư thạc ai chùi bàn បាទសម្រាប់ទីតាំងនៅក្នុងការទិញដូរនឹងយើងមានតាមខេត្តបាទមាននៅខាងបាត់ដំបងនៅជិតស្តុបពីធ្នូមាននៅខាងសៀមរាបនៅក្នុងភូមិជន្លង់បាទមាននៅខាងបន្ទាយមានជ័យភ្នាក់ងារចែកចាយបន្តនឹងគឺមានលេខទូរស័ព្ទ 012 012 ក៏បាន 017 ក៏បានដែរនៅខាងបន្ទាយមានជ័យណាមាន 012 ឬ 017 98 44 47 94 47ណាហើយនៅខាងផ្សារក្រាំងជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺណាតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទមាន 070 30 53ណា 37 50 53បាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបន្តជាមួយប្រធានបទរបស់យើងគឺអាចកំបាំងរបស់ស្ពេរូលីណាណាយើងចូលទៅដល់មេតិការឿង ណ៎ហើយអាចកំបាំងរបស់ស្ពីរូលីណានេះវាជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មូលហេតុដែលសំខាន់នោះដោយសារតែវាណ៎ជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើស្ពីរូលីណាដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងទៅលើសុខភាពរបស់មនុស្សយើងបាទគឺថាស្ពីរូលីណានឹងប្រយោជន៍យកតែមែនទែនហ្មងបាទច្រើនណាស់ប្រយោជន៍របស់វានឹង
អញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទលើកប្រធានបទនេះយកមកជម្រាបជូនហើយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន EVC បាទជាផលិតផលដែលផ្សំចេញពី Spirulina កម្រិតលេខ1ហ្នឹងរបស់ប្រទេសជប៉ុនរួមជាមួយនឹងមើមម៉ាកាហើយនឹងមើមម៉ាកាហ្នឹងគឺមើមល្បីផ្នែកខាងជំនួយធម្មពលណាផ្នែកខាងជំនួយកម្លាំងជំនួយអរម៉ូនឲ្យវាដើរត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងកម្លាំងកំហែងសាច់ឈាមភ្លឺថ្លាអីឡើងវិញណាហ្នឹងគឺម៉ាកាហ្នឹងឯងជួយឲ្យកពិញអង់ដូក្រីនកពិញទឹកកពិញអរម៉ូនអីដើរត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺម៉ាកាហ្នឹងឯងណាខ្លាំងអាហាម៉ាកាហ្នឹងផ្នែកហ្នឹងបាទហើយឥឡូវនេះផលិតផលនេះគេផ្សំបញ្ចូលជាមួយ Spirulina ណាហើយ Spirulina ហ្នឹងយកអាកម្រិតលេខ1ទៀតអត់យកអាកម្រិតអន់អន់យកមកចែកចាយទេណាអញ្ចឹងវាទៅជា Spirulina Maca ណាបងបងប្អូនអូនលោកតាលាយទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំប៉នខ្ញុំបាទនៅតែណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ Spirulina Maca ពីក្រុមហ៊ុន EBC បាទចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន EBC បាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដឹងប្រវត្តិរបស់ម៉ាកាយ៉ាងណាមានភាកណានៅក្នុង Facebook EBC ពន្លឺសុខភាពហ្នឹងក្នុង YouTube ហ្នឹងអធិស្ស័យក្នុង YouTube EBC ពន្លឺសុខភាពហ្នឹងជើញចូលមើលទៅណាភាក1ភាក2ភាក3ភាក4អីហ្នឹងនិយាយពីម៉ាកាហ្នឹងចង់មើលឡើងវិញណាស្ដាប់ឡើងវិញបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសុំបន្តពីរឿង Spirulina នេះហើយមេតិការឿងអត់ទាន់ចប់ទេណាបាទនៅមេតិការឿងខ្លីៗទេមិនទាន់ចប់ទេប៉ុន្តែក៏ជំរាបជូនបន្ថែមបន្តិចបន្តិចចឹងទៅឥឡូវចូលដល់ភាគ5យើងភាគ4នោះចាប់ហើយបាទភាគ3ភាគ3ភាគបាទភាគ4អីហ្នឹងវាចាប់ហើយណាឥឡូវចូលដល់ភាគ5អើភាគ4អធិស្ឋានបាទភាគ4បាទបាទ A true health food for the modern age Spirulina stands above the ordinary confucius health boom បាទបាទឥឡូវយើងមើលភាគទី4នេះគេនិយាយថាអាហារសុខភាពពិតប្រាកដសម្រាប់យុគសម័យទំនើបបាទគេណាអាហារសុខភាពពិតប្រាកដសម្រាប់យុគសម័យទំនើបអើនិយាយពីយុគសម័យទំនើបហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាសម័យទំនើបហើយហ្នឹងឃើញទេគេនិយាយ Spirulina ហ្នឹងអញ្ចឹងវាចំណងជើងខ្លីៗមេតិការឿងខ្លីៗហ្នឹងដែលគេបញ្ជាក់ដោយអ្នកប្រាជ្ញគឺក្រមវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ជប៉ុនហើយនិងក្រមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ជប៉ុនគេបញ្ជាក់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាជាអាហារសុខភាពពិតប្រាកដណាសម្រាប់យុគសម័យទំនើបយើងមើលគេបញ្ជាក់ច្បាស់ចេះអញ្ចឹងណាយើងមិនជឿមិនទៀតឥឡូវនេះអ្នកប្រាជ្ញគេបញ្ជាក់ទៅហើយបាទថាខ្ញុំនិយាយអាហ្នឹងគេលោថាវាមិនសូវជឿអីយ៉ាងណាចេះតែអួតចេះតែថាប៉ុន្តែនេះគឺអ្នកប្រាជ្ញជប៉ុនបាទដែលគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយគេចង់ឲ្យប្រជាជនជប៉ុនហ្នឹងយល់ដឹងប៉ុន្តែយើងនេះយើងមានវាសនាមកដល់ស្រុកខ្មែរដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំបានហ្នឹងក៏បានមានវាសនាហ្នឹងជួបជាមួយហ្នឹងអាផលិតផលល្អអញ្ចឹងណាហើយក៏បានផ្សព្វផ្សាយបន្តអញ្ចឹងទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ណាព្រោះបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងអ្នកណាក៏ត្រូវការដែរបាទព្រោះយើងមិនងាយរកបានទេផលិតផលល្អៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយជួយផ្សាយតគ្នាផងគឺ Spirulina Maca បាទអញ្ចឹងនៅសម័យទំនើបយើងហ្នឹងហើយសម័យទំនើបវាតាក់ទងនឹងអាហារមិនតលយភាពបើកាលណាទំនើបកាន់តែខ្លាំងអាហារកើតឡើងពីគីមីកាន់តែខ្លាំងរក្សាទុកកាន់តែខ្លាំងឃើញទេវាអត់មានអាហារស្រស់អាហារដែលសម្បូរបែបទៅដោយសារជាតិបំប៉នទេនៃជាពិសេសដូចវីតាមីន C អីជាដើមឡាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងទុកកាន់តែយូរកាន់តែខូចគុណភាពបាត់ហើយណាវាមានអូម៉ាត100គុណភាពនៅសល់10 20% នៅរបានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវាតិចណាព្រោះអាហ្នឹងវាត្រូវការស្រស់អាវីតាមីន C អីនឹងវីតាមីនមួយចំនួនធំហ្នឹងកាលណាយើងរក្សាទុកយូរវានាំឲ្យគុណភាពហ្នឹងវាបាត់បង់ច្រើនណាអញ្ចឹងហើយបានថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាអ្វីវាសុទ្ធតែវិចខ្ចប់អាហារហ្នឹងសុទ្ធតែកែច្នៃណាអាហារហ្នឹងគឺថាវាមិនជាប្រភេទអាហារស្រស់អីសម្បូរទៅដោយសារជាតិបំប៉នច្រើនណាសារជាតិបំប៉នល្អល្អអីមិនងាយទេបាទអញ្ចឹងហើយបានគេនិយាយថា Spirulina ហ្នឹងវាជាអាហារសុខភាពពិតប្រាកដសម្រាប់យុគសម័យទំនើបអញ្ចឹងមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងយុគសម័យទំនើបហ្នឹងគួរតែប្រើប្រាស់ហើយបាទព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃយើងនៅក្នុងសម័យទំនើបហ្នឹងហើយតាវាមាននៅសម័យណាទៀតមហាទំនើបហើយសប្តាហ៍ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសម័យហ្នឹងអាហារវាធ្លាក់ចុះ
nè vì phụ anh về thử tại từng chấn mấy đất tây dương này tây kia nó có chăng đuôi từ kia này về sau là bỏ cái chân này là bỏ áp là bỏ vịt chọc ấy ấy dân mơ miền xa là chuyện ấy mà ngày nó ngạ chấn ban đây tháp bầu dương vô đắng ấy dân trâu prau pra spirulina maca này từ chìm mũi nó đầm bay túc túc đầm bay cái prai riêng cái nó còn mọi về tờ cp nè ở việt mau al cả lái khá là rực có bao việt mình mau al cả lái ở việt nâu nâng cả đà nó ở việt nâu nọ mal cả đà còn ở việt tờ xịt thằng sông nô đấy anh đang dừng vô lại chẳng thấy ban trong chạy chun bong ông nội bàn chìa điểm chẳng cái đấy nè cái thà true health food for the modern age nè sốc à há sốc có phép bật bật cót sầm rap yoga sầm mai tụm nợ spirulina stands above the ordinary confused health boom spirulina cho bì lơ nâu bộ bộ à ha sọc cơ phép đo cho bốc cho bó nó sầm manh chẳng ở nụ cái đấy và đọc bài toàn cái đấy spirulina cho bì lơ à ha sọc cơ phép đo cho bốc cho bó sầm manh chẳng ở nụ và dân ta đăng thang nâu khăn ông dục sầm mây tùm nơp nâng cư thà lời ní vừa sầm bô ta đòi à ha bầm bòn hay vì chơi rương lõ nè đại à ha bẩm pon nước bàn lịch rụp hiệp lịch mục mọt màu nô con ông dục cả sớm mai tụm nơ bởi vì môn nó miền ha bẩm pon bị nào máu ăn miền đi cả vì hà học sập chăn môn nó toàn miền đi nếu sám sai sập chăn môn nó có một bạn đây đấy à lớn nước sập bồ nếu sập bồ đòi chăng sập bồ tăng nẹt sắc xa sau chỉ nếu kê ta sắc xa nè kê chỉ là xoay nhá nẹt prai miền ta miền mà nẹt pi nẹt đi nẹp rai bởi trăm cung hôn bởi trăm bởi tê nị mùi cổ prăng prai sao chiêu rô dạng ná nế thua ôi về tờ chìa hà ôi về bởi xa xì mẹp sọc của phiếp nó bố kì đăng bởi nụ nâng thở ca xa là chết bòm bòn là o là o bà mẹn kì mình đăng ấy bà kì mình đăng thà bởi nụ nâng rôn cổ đòi xa khóa hà nâng ạ anh chẳng kì khom bởi lật mau thử ấy anh chẳng sọc ngay nâng kì bởi lật mau bà kì bởi lật mau prôn priết anh chẳng còn tại tu bay giang na cả đói tu bay về prong priet giang na cả đói bờ priep thiếp nói chỉ mùi spirulina cứ thà spirulina là o chieng à ha sốc cấp thiếp thọ mật đà đấy là o chieng đấy nâng tam mà quay đây nè prai kịch trong ao bằng hai nhá cứ thà bậc cay chieng là o chieng đòi sa spirulina về thọ mật chiết ba về thọ mật chiết ót miên cay chay chênh pi ấy thế cứ về chiết thọ mật chiết sốt để mà đòn bà hãy đâu khôn ông nâng ạ xùm bố ta đôi xa để chết bẩm bón đây là mình miên nè nà bìa bản vì ọt miên xa để chết vitamin ấy buôn bảm múc ấy ọt miên thế nế ọt miên rai ấy buôn bảm múc buôn đọc múc ọt ấy nó vitamin nó chôn mà phây xam sập múc nó rai nó chôn cổ mà phây xam sập múc đôi kia protein nó gồn chăng nế anh chăng cứ thà nẹ prai kì khom đâm đô kì khom xoa xoay như rô nâng cứ thà spirulina nâng vì là ọ nà hơi chẳng hỡi bạn thà sọc ngay vì sự bố à ha bằng bòn hay sự bố à ha bằng bòn nâng mình ăn ấy cứ là ồ hơi gặp bần tác bởi priếp chứ mùi spirulina ọt tàu rùa dê bố à ní về thoa mà chiên phong về mẹn cây chân ấy chênh bị xây mũi chùm ranh chênh bị ấy mũi ọt miền tỷ cái nế thoa mà chiên sụt nế thoa mà chiên sụt chẳng hỡi bạn nè prái kì bạn bị chạy thà spirulina cho bì lơ à ha sọc của phiếp đó chụp bột chụp bọt cái nế viêm miên là hà bầm pon quậy chà ơn vô mền tên còn đây chúng các viêm miên xa thì chết tạch tuổi nếu viêm mình lo đôi spirulina đấy anh ấy để chế pành hà muối để dưỡng cua vô cái đấy hay spirulina tiệt sáu viêm miên cầm rất tiệt viêm miên cầm rất a cầm rất b cầm rất c cầm rất d ấy chẳng tư à cầm rất a nâng lo o bầm potter à cầm rất b nâng là mồm máu cầm rất c nâng thoi đấy tư cầm rất d nâng cứ tha cầm rất tiệp đầm lay thui ấy chẳng máu hay miền mau bị bật tiếp sinh tiết chân nè mau bị chân có miền mau bị chân có miền mau bị tay quan có miền ẩm rinh có miền nè mau osali có miền pina có miền miền chân đó và hay các cái tham mau bị ní mình đúng không anh chị cái tha tới chuyện cao mau bị na bị này đang bây giờ cái tha đó anh nè các cái gì mình bật erosi cái gì phụt phôi dân đây anh chẳng tiêm tiêm dân nếu cho bạc luôn anh và chẳng hãy chọn bị chạy tham mà nó cọ đi spirulina sọt lò bởi nó còn là một khóc nế rồi viên xa để chạy đồng bón đừng quân đập hiệp chậm này cơm hôn EBC nó dưỡng chờ rơ dô là bỏ lò hãy vì lò chiên spirulina thò mà đá đòi sao vì miên mà cà khăn ông nâng nè mà cà nó xong chờ mùi spirulina
vì tới chế spirulina mà cả bởi lất đập hóa tại mũi thì bọn tay xóm chánh bì bì rút của chết đây là bay nó lô bì bộp lô và chẳng bọn 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 bốn chờ rơ vô spirulina mà cả nè hay bình dây spirulina nâng quýnh nâng bởi lất đập hóa là hà bọn bọn xinh xinh mình ai bìa bàn tì nè nè bài kỳ tha hơi chẳng hãy bọn 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 bốn cua tại chờ rơ nè bà spirulina hơi cua tại vô spirulina mà cả nếu chọn bà chạy chút bọn bọn bốn rồi chỉ điểm chẳng nè vì bố bởi lất đập hóa là ốp bật bật bà dân mơ mơ là xong chô tỏ đó chùm bụt tí đọc bì nơi khôn ông phía buồn spirulina and aid for overstress moderns and their imbalances spirulina chia chùm nuôi xùm rắp mà nuốt xùm mây tùm nớp để bố bình tỏ đó chùm ngư stress hơi nâng riêng cái mình tôi là dạ phía bà bỏ kì kì nhé vì chia chùm nuôi xùm rắp mà nuốt sau so, mai tụm nếp để bố bình tận áo chùm ngư stress sắp ngày nâng mình nô stress nâng khăn à bà ô bà dây bị stress mà hà say nó sắp ngày đi mà nô bà stress rương lùi cả stress rương chụp bẹt từ nia kia stress rương ni rương nô rương côn rương chào pra cường nhiên ấy dạng ná dây bị mà nô stress mà hà say nó nó khăn miên lùi miên cả hơi nâu có stress là tiết nó stress bị rương khách mình miên chừng nắng bà mà hà sàn stress hay mà nụ sọc ngay đi bà chọn ban bẩn này miên bẩn này chọn bẩn nó án stress chẳng ta bà hãy mà nụ sầm mây tầm nớ stress khăn chiêng mà nụ thoa mà nà gà bì môn bì môn ọt miên miên đã tê cô mối ọt stress tỏa sọ đó là ní miên này đó lán nâu tờ stress đây bà chẳng hãy bàn tha spirulina nó chia chùm núi sầm rắp nẹ stress chẳng chẳng ná chẳng hãy lục nẹ stress tầng ọc nê bà chơi para spirulina nè bà sân thà rô tàn nà mình toàn chánh mà para spirulina bà stress nó cứ là spirulina ai chui bàn phòng đấy bà nó complete xong rồi pleasure chất luôn anh phong bà vừa chung cá spirulina chui bàn ấy bà pleasure chất nâu tàn lụp lốn nữa bà chung cá kê nó lụ đại chiến stress bà kê nó miên nhiều chiến stress bà stress là vì chỗ lụp lốn đó bà anh chẳng chọn bà chạy chun bong 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 lục ta là dây bì mật thật spirulina nó dây chia chùm nuôi nó chùm nuôi ôi khua các bà lại đá bàn là ô bà hay riêng cây mình tôi là dạp hiếp nâng trầm trâu ơi sắp ngày ni dây bì riêng cây nâng mình nghe nâng tôi là dạp hiếp tì bị thả riêng cây tôi là dạp hiếp bàn đây thả mạch bàn đây thả riêng cây nâng về tù bàn ở xa để chết bong bong cục cron ai tổ rô rút cái chết bày tông nó riêng cái nó nguyệt ai tro al cả lan bầm chăng cái về nâu nọ mau về mình tàu ở si tê à nó cái hao ta riêng cái mình tàu là dạ phiền nó nguyệt tàu ở si đài cái đấy hay sập ngay à riêng cái tàu si nó cứ sưng ở cục khné ấy nè và sưng từ cục khné cho dân mơ chấm này hà bao dân mơ về sơ bộ tàu đòi sạch nó cầm bị thi chụp liền miền cồn ca ấy dạng ná nó bị thi bồn nè nè ấy với miền bắc lai bay to miền nam màu miền là sạch nè mà ngày nè anh chẳng riêng cái nó ao về ao về tôi là dạ phê ai cho rồi alkaline chẳng mấy cái rồi đấy hay là cái nó riêng cái bị thẹn tôi xịt chữ ấy cái nhé chữ ấy dụng toàn hà phong chữ ấy nè cả đấy lá đòn hà lá đòn hốc chữ mà riêng cái về alkaline ấy bảy trăm toàn ấy phong đấy còn tới sơ bô tôi đâu là xịt na riêng cái sập ngày đấy chẳng thấy ban phải chạy chun bom 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 lục ta là dây bị mất thả bà spirulina nó chia chùm nuôi sầm rắp nó mình nuốt nơi sầm máy tùm nớp để bổ bình cho đau chùm người stress hơi nâng riêng cái mình to là dạ phiệp bà riêng cái mình to là dạ phiệp nó cứ sân tự cục này ơi nhưng chẳng hãy bàn bà chạy chùn bọn bọn bộ lục ta là dây thà nếu dường cua thì bà hơi nè mình toàn lẹ luôn chứ nó bố à lỡ riêng cái dường việc bông ở rốt tổ rô à xít á tà ngay nà mua bị lẹ tổ à xít bình tiếp tu chùm ngư bà đòi bà miền cặp pè miền bùn viên miền sơn lạc miền thau miền tầm rong nô mà chẳng đó đó bà hồ hải chẳng bà dương bàn prà hơi cà pè hơi à nâng ọt nghề thẹt thò rò si tê nè bà chẳng ní chia cà chấm đẹp chun là bọc kiểm bát now a food in the true sense something between a food product and a medicine ai lâu ní nè spirulina nâng chia à há nục nông ní mùi bất bạc cứ chia ở vầy muối nâu chuẩn lọc bởi lợi đập hoa là há hơi nâng ở sọt nghe kể nế dân dân sắp á sắp á tình này nâng ở dốt á
chăng dây thành trẻ chăng dây thà spirulina nâng ạ ba we men chi ở sốt tì hay có we men chi à ha thòm đa đôi kia đôi ấy đây nên chăng we nấu chừng lo rồi viên à ha hay nâng ở sốt nấu chừng lo rồi viên à ha thòm đa hay nâng ở sốt nghe đấy dương thập chia bả với chia sốt như chừng thành chăng đó vấn đề spirulina men ở sốt nè về chia thòm mà chia nâng họ dân gì thà hà đôi bài đôi sầm lo dân thòm đà mẹ nè spirulina mẹ tự đôi bài đôi sầm lo ấy thòm đà chẳng thế vía chia à hà phần tay mình đôi chẳng thế vía chuối sọc của phía bật bật cắt vía chia ba sọc của phía bật bật cắt tay vía mẹ chia sọt thế chẳng bàn nẹp rái kỳ thà chia ở vây mũi nâu khăn ông ắt tình nấy bật bật cắt nó cứ nâu chừng lo rồi viên ở sọt hay nâng à hà nè cái nhé à, chẳng không ai dân thà mạch không ai dưng bà dưng về chậm bịa nó thay chỉ năm thò mà chết đó nó đó mình năm kỳ mí đấy chỉ năm thò mà chết bà dưng bỏ chậm này với thay chỉ năm thò mà chết còn tới vị trí à hà còn này phía xa bà chạy cái tê nấu khăn lâu cho bắp kia mình dây thật năm đi kì dây thả à hà bồng bòn hãy đòi bên dây thả hà bồng bòn vì tôi chỉ miền này xa là để nẹ pra chỉ trả ơn cực thắng là nâng thòm đá nâng à ha đôi bài đôi sầm lo nâng cái nè về tao chỉ vô khổng chân tụi với nhá vô ớt đo si chùm râu tụi lỡ ạch tình này cái nè đòi dương tha về chìa thân nắm về tao chỉ chờ lòng chìa môi nâng à thân nắm kì mi nụ tụi với nhá tao lọ chờ lòng chìa môi à phụ ông tìm dù tích ấy đó à mốc ông pi lì xì linh ấy chờ đâm lạ nế iridromycin rucos ấy hô hai nâng tờ dương được chờ lòng à chân quên tới tam bất men mình thân nằm chân tế hãy cầu về mình chia à hà bài xùm lo ấy nung chùm này chùm lọc chân đá à ní cứ chia thân nằm thò mà chết nói dừng dây ta thân nằm thò mà chết anh chân hãy phá chia chân ngữ nữa anh chân cùng vô chùm lo mà hà bòm bòn hà bòm bòn nó chia ta hà bòm bòn thò mà đá à rương hà bòm bòn ấy xin đắng ấy bần đấy rương spirulina có đối chia spirulina mà cá vía chia thân nằm thò mà chết kì háo tha ổ xuất bòm bòn rưu có ổ xuất thò mà chết nghe đấy chúi ôi chia bị chừng ngư đôi khi anh chẳng khởi nhé nè để chia cho ra hơn khi dừng ấy nè để bạn prapra anh chẳng ấy bạn bong ôm lục ta là dây tầng o để cái vùng tam đàn đập nâng đó chìm trong và chạy chú nói bắt tàu tam ắt tình lý rồi bo nè prai để chọn là dây nữa khởi nhé cái thằng chẳng ạ cái thằng ấy cái thằng spirulina chia chùm núi sầm đập mà nuôi nơi sầm mây tùm nếp để phục bệnh đau chùm người stress hay đang riêng cái mình tôi là giải phép rồi bỏ kê ấy lâu ní vía chia à há không nay bật bật cọt mũi cứ nấu chừng lót rồi quen phần lết được phải là hà thò mà đá hay nâng ở sọt và chân miệt thì cả rương nắng cứ thà nấu tùm po mà rồi xay sập bẩm pấn để bỏ sai đòi doctor nào haru shuji và đại chuyện director Tokyo Stress Institute và lục vật chạm bệnh đất nào haru shuji ní quạt chuyện này dụa nấy vượt chia than chụp người stress đầu tiên trong Tokyo cái nè anh chẳng còn vô bên sau chỉ mui nét stress, prao tấu xe và rắm nâng rì rì rắm sờ bay, việc thu thoi nó không phết tan tăng màu hình, mà chẳng hay sau hôm nay dưỡng tệ tồn stress nó còn dùng bộ đôi từ kia đấy, bộ nó không bật tay tụm nếp được trong bây giờ càng đau chẳng nẹn áo có stress đấy, mà chẳng hay bong bộ lực ta là dây bị mất tầng o để cập vùng tam đàn sẽ đập nhé, khi bạn nơi tại này nom chẳng thà roll panh ha sau cập phết tầng lái đại chỉ chủng ngư làm rầy cái đấy mình toàn miền chủng ngư cái đấy trong thay toàn cái đấy nếu các bạn nơi tại ao dục bò thả prapra spirulina mà cả nơi đại chiếp phần lứt tập đó chá chạy chạy phải đánh múc đòi cơm hôn ibc màu pi và tê chụp bẩn bà chân đi chiếp phần lứt tập hồ lọ bằng pot bà sông và chạy chun xa chiếc thấm mây bà xin là bong ôm lục ta là dây primit đại miền chủng nắp chạp và rắm sông chơi chiêu ở toán cam bị thi promotion cho đọc hiểu rồi hãy đọc hiểu rồi thấy là miền thay em chun nè chỉ lê liệp bay chứ đừng có chỉ tất cả nam mai stray chỉ đam lạ và chẳng rủ ron nó cầm thì cho đọc hiểu rồi nấy cứ đâu có nông khai đọc pí trong khai đọc pí nó phật nó ở đâu dù tê và chạy hay chạy tiền bà chẳng phải chạy lê tu được sắp sai chỉ mày crom hun ibc và chỉ crom hun tại môi cốt và miền tị tăng thôm đâu nông pính hay đang xa khai chạy trái miền đâu bật nằm bóng miền đâu xiêm riệp miền đầu nhẹ nghe chạy trái khang và tiền miền cháy miền đầu xa càng chế khai cập vùng spư nè xong và chạy lấy tu được sắp xa chết mây
Bà sân bong 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 lục tài lý dây trâu ca nơi tà na cả đói cầm lịch chạy tốn máu cầm hôn thông. Đại miên bà bọn tù rơ sắp xôn đập bì. Rư có xôn đập rằm. Xôn đập bì rư có xôn đập rằm. Cao bầm bay. Đập muối. Mà phầy bầm. Cao bầm bay. Đập muối. Mà phầy bầm. Mặc sai tiết xôn bạch sắp bầm bay. Thầm lịch bầm bay mỗi tiết. Và tôi đôi khi này cứ cao bầm bay. Đập muối. Mà phầy bầm. Cao bầm bay đập muối. Mà phầy bầm. Bà thấy nó khẳng bắt đầu bóng dương nó chết stop bì thân nụ. Xong đào tàu ra thì phương chênh bì ra thì phương chênh bì stop bì thân nụ tớ. Bà hãy chia 2 hộp sắp mét nó khẳng sẵn đạp này. Chôm nay nó xìm riếp. Bà nó khẳng phung chuẩn lung. Dương chênh bì xa chắc xong đào tàu chồng của xú. Tại khu club bàl linh bàl chuẩn lung nâng bà hãy chia mở rối mai đi. Ở trang ai đi. Ây dàng nà cả đói bây mất tẹn tôn mà lịch tù rồi sắp rồi bọc cầm hôn thông nè. Bà ấy khi bà ngày nay có miền bắt chùm riêng mà bắt đầm bây ở bọn bọn bộ lục ta là giấy cài cầm sán và bắt bọn lục ta sân sinh mốt nế chẳng có mọi khát về luyết khi bà xông chương đập đôi to tờ bà Rong tay ta rong tung tung tay cắm con nà chuối ta mọc đòn tiền rùa xa prop son ôn sờ lạnh mà nâng song kha rọt đèn cây sna miền ơi chia tiếp bên ơi, ơi, quay cần tịch chả, chúng
ងឺក៏ចេះតែបៀតបៀនរាល់ថ្ងៃម្ដងឈឺចង្គង់ម្ដងឈឺចង្កេះហើយម្ដងទៅឈឺសន្លាក់ដៃជើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយសោះជំរាបសួរលោកតាលោកតាកំពុងធ្វើអីហ្នឹងអើលោកដៃខ្វាយព្រះចៅតាធ្វើអីលេងកើតទីហើយចៅអើយរវល់តែឈឺនេះឈឺនោះមិនចេះចប់មិនចេះហើយសោះពីមុនណាតាទៅធ្វើស្រែចម្ការបានឬគេឥឡូវនេះទៅលីរួយហើយចកេះនោះក៏ជាប់ក្បាលជង្គង់វាឈឺស្មានេះក៏ចុកទៅទៀតឯសន្លាក់ដៃជើងក៏រឹងដែរទៅណាមកណាទាល់តែមានអ្នកគ្រាហើយត្រូវមកតែម្ដងលោកតាត្រូវអីអាចៅខ្ញុំបានទិញប្រេងកាឡារ៉ាម៉ារីកាមកពីភ្នំពេញហើយលោកគេថាបើកាស័ក្តិសិទ្ធណាស់មកលោកតាខ្ញុំជួយរត់ឲ្យលោកតានិយាយអើពួកកែរបស់គេមែនតើនេះប្រេងកាឡានេះក្លិនក៏ឈ្ងុយដូចថ្នាំចន្សាយអញ្ចឹងអើអរគុណហើយណាចៅតាជូនពរបុណ្យកុសលដល់ចៅណាទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយបើទៅណាមកណានោះប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អណាចៅអរគុណលោកតាខ្ញុំនឹងចងចាំសម្ដីលោកតាជានិច្ចហើយខ្ញុំនឹងទិញប្រេងកាឡារ៉ាម៉ាឌីកាជូនលោកតាថែមទៀតរ៉ាម៉ាឌីការ៉ាម៉ាឌីការ៉ាម៉ាឌីកាជាប្រេងកូឡាសម្រាប់រឹតបន្ធូរបន្ថយនៅបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនយ៉ាងឈឺក្បាលដោយមុខស្ពឹកដាច់ជើងទុករមូលសាច់ដុំប្រើរ៉ាម៉ាឌីកាឈឺក្បាលជង្គង់ទុករួយចង្កេះឈឺធ្មេញស្រមោចខំមុខខំប្រើរ៉ាម៉ាឌីការមូលខ្វះពេករលាកស្បែកដោះមុខរលាកលឿនប្រើរ៉ាម៉ាឌីការ៉ាម៉ាឌីកាជាប្រេងរឹតបន្ធូរសាច់ដែលចាំបាច់ត្រូវមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយលោកបងតើលោកបងកើតអីឃើញតែសុខភាពមិនមាំមួនទាល់តែសោះហើយសុខភាពខ្ញុំវាតែងតែអញ្ចឹងឯងមិនដឹងជាមិនដាល់មកពីអីទេអូយអញ្ចឹងហ៎លោកបងអញ្ជើញសាកល្បងផលិតផលអាហារបំប៉នផលគេមើលអាហារបំប៉នអីទៅនេះអាហារបំប៉ននោះឈ្មោះថាស្ពីរូលីណាម៉ាកាអាហារបំប៉នស្ពីរូលីណាម៉ាកាជាផលិតផលអាហារបំប៉នដ៏ពិសេសរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលផ្សំចេញពីសារ៉ៃស្ពីរូលីណាកម្រិតលេខ1រួមជាមួយនឹងរុក្ខជាតិម៉ាកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយមនុស្សដែលទ្រទ្រង់ឲ្យរឹងមាំឡើងវិញរាងកាយទ្រទ្រង់សូមប្រើស្ពីរូលីណាម៉ាកាចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន ABC អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ266ផ្លូវបរិហារ50សង្កាត់ទឹកល្អ2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ012 98 11 25 015 98 11 25 088 898 11 25បាទងាកមកកាន់កម្មវិធីយើងវិញណាបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមានស្ពីរូលីណាម៉ាកាមានប្រេងកូឡាម៉ារ៉ាម៉ាឌីកាមានថ្នាំដុសធ្មេញម៉ាកស្មៃលីងណាបាទសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពនេះយើងផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្ដល់ពន្លឺដែលបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយដែលកំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃដោះស្រាយអត់ចេញណាចឹងកុំភ្លេចតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន EBC ប្រសិនបើដោះស្រាយតាណាមិនទាន់ចេញអញ្ជើញមកបាទជាពន្លឺមួយណាដែលអាចបំភ្លឺផ្លូវតាក់ទងនឹងរឿងសុខភាពបាទផលិតផលល្អៗជាច្រើនជាពិសេស Spirulina Maca បងបងប្អូនលោកតាលោកយាយជាផលិតផលមកពីប្រទេសជប៉ុនពិតប្រាកដណាមិនថាជប៉ុនតែមាត់ទេជប៉ុនពិតប្រាកដនេះណាសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបាទខ្លះជប៉ុនបើពេលខ្លះវាមិនទេអញ្ចឹងឲ្យយល់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងហើយការផ្សព្វផ្សាយវាអត់ដូចគ្នាអ្នកខ្លះថាអញ្ចេះអ្នកខ្លះថាអញ្ចោះហើយអាភាសានិយាយអ្នកណាក៏និយាយបានដែរនិយាយមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែរឿងនិយាយហ្នឹងវាពិតមិនពិតនៅប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន EBC ប្រកាន់ការពិតបាទជប៉ុនបាទគឺពិតប្រកប Spirulina Maca យើងចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវបាទហើយនេះក្រុមហ៊ុនជប៉ុន LG Co Ltd ណាបាទជាក្រុមហ៊ុនរបស់នេះ Made in Japan បាទត្រឹមត្រូវពិតប្រកបណា750គ្រាប់បាទអញ្ចឹងអញ្ជើញយករបស់ល្អបើសិនតែបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយត្រូវការប្រើអញ្ជើញប្រើប្រាស់របស់ល្អ
bà hay roll pành hà sốc kẹp ấy đã đọc lại toàn chén còn chơi mà không hồn bị gì à lấy xong bị chẹt mà clear tiệt nói chấm buộc tiệt mấy chấm buộc thì đập bia lấy chấm buộc thì đập bay bà spirulina the mania of the future spirulina a food resource for an overpopulated world by Dr. Hiroshi Watanarai PhD MD director Watanarai clinic Tokyoបាទថាស្ពីរូលីណាជាអាហារដែលគេឆ្លក់វង្វេងនៅថ្ងៃអនាគតមែននេះហ្នឹងដូចរបស់ដែលគេនិយមប្រើហ្មងណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺរបស់ដែលគេឆ្លក់វង្វេងដូចរបស់អីមួយអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងណាដូចថា iPhone អញ្ចឹងឯណាអ្នកណាអូចង់ iPhone អ្នកណាក៏ចង់របស់ដូចពេញនិយមអាថ្លៃតែមិនអត់លុយក៏ខ្ចីលុយគេមកទិញសិនណា iPhone ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថារបស់ដែលមនុស្សម្នាក់ចង់បានណានិយមប្រើអញ្ចឹងស្ពីរណានេះគេថាជាអាហារដែលគេឆ្លក់វង្វេងនៅថ្ងៃអនាគតបាទន័យថាថ្ងៃក្រោយនោះគេប្រើសម្បើមណាឥឡូវឃើញបដើមនុស្សចាប់ស្គាល់ស្ពីរណាបដើដែរគ្រាន់តែថាស្គាល់នឹងស្គាល់ប៉ុណ្ណាស្គាល់ជ្រៅវរៈអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែស្ពីរណានេះបើនិយាយពីតាមពិតផលប្រយោជន៍វាល្អច្រើនណាប៉ុន្តែរឿងផ្នែកសុខភាពអញ្ចេះមនុស្សមិនសូវចង់ស្គាល់ទេណាប៉ុន្តែអាថ្ងៃក្រោយទៅប្រកាសជាស្គាល់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាត្រូវការពេលយូរវាមិនដូចរបស់ប្រើប្រាស់ទេបើថារបស់ប្រើប្រាស់នោះអូមនុស្សលឿនណាបាទ iPhone ចេញមិនទាន់ទេតម្រងជួរគ្នាទិញបាទខ្លះមិនទិញស្រុកខ្មែរទិញស្រុកក្រៅទៀតនោះបាទចំណែកស្ពីរណាថ្មីត្បិតតែថាជារបស់ដែលគេឆ្លក់ងវែងថ្ងៃអនាគតពេលបើទៅការពេលយូរតើមនុស្សឈឺចិត្តស្លាប់បានឆ្លក់ងវែងអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានដល់បងបងប្អូនគួរតែស្វែងយល់អារឿងសុខភាពនោះឲ្យខ្លាំងបាទព្រោះសុខភាពហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់បាទមនុស្សម្នាក់តែសុខភាពមិនល្អ iPhone ជួយមិនបានទេបាទអញ្ចឹងស្ពីរូលីណាគឺជាធនធានអាហារសម្រាប់ពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សណែនណាន់តាន់តាប់បាទថ្ងៃក្រោយទៅគឺថាមនុស្សច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងអាហារវាខើចទៅហើយអាហារយូរមានតែអាហារមានតែចំនួនប៉ុន្តែគុណភាពអត់មានឃើញទេអញ្ចឹងហើយព្រោះវាច្រើនឃើញជាក់ស្ដែងឥឡូវសត្វអញ្ចឹមហ្នឹងហើយវាបញ្ហាគុណភាពនោះអញ្ចឹងកសិដ្ឋានវាមិនដូចធម្មជាតិទេណាអត់ទេអញ្ចឹងហើយស្ពីរូលីណានឹងវាជាប្រភពអាហារសម្រាប់ពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សណែនណាន់តាន់តាប់បាទនឹងបកស្រាយដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហេរ៉ូស៊ីវតនារៃដែលគាត់ជានាយកនៅឃ្លីនិកវតនារៃនៅទីក្រុងតូក្យូបាទអញ្ចឹងនេះជាការជម្រាបជូនរបស់ខ្ញុំបាទណាដោយសារកលេចពេលវេលាដល់ទៅហើយហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះបងបងប្អូនលោកតាលាយប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់បាទសូមកត់លេខទូរស័ព្ទផ្សាយជាថ្មីគឺ012ឬ015កតុយ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088ហើយថែមលេខ8មួយទៀតកតុយគឺ98 1125 98 11 25បាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនលោកតាលាយប្រិមិត្តសូមអញ្ជើញឲ្យតាន់កម្មវិធី promotion ពិសេសចុះ 10% ណាហើយរាល់បញ្ហាសុខភាពណាដែលដោះស្រាយអត់តាន់ចេញកុំភ័យកុំព្រួយកុំបារម្ភសូមអញ្ជើញមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ABC ជឿជាក់ថាជួយលោកតាលោកយាយបានណាបើសិនមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដោះស្រាយចេញបាទអញ្ចឹងពេលវេលាមកដល់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវេលាថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលបាទ